chạy cường hóa kìa. Hai con ngựa dưới này nè. Lại kinh hỏi con quẹt. Đi ra bị kịp sơ của họ. Anh lấy bị kịp sơ đâu. Để cho em này. Phòng thủ cho tôi đi mấy bạn ơi. Tôi biết chưa có gì lưng lưng á mấy bạn ơi. Ơi. Nè. Đó. Lấy đi nha. Phòng thủ đi, chưa có gì lưng lưng hết nè. Cắn cho nó châu châu đi chứ. Ủa ạc nè, ạc chỉnh á. Ạc nha, ạc nha. Ạc tàn kiếm á. Đàn kiếm bắt làm tăng, cái quên là kiếm bắt làm tăng. Rồi, ok, đây nè. Cái này ngứa mũi quá, ai chửi mình ta. Chuẩn bị siêu tốc đó nha. Đi trước đi em. Có người. Không có. Đâu? Ủa? Đây đọc đi up rồi á. Từ để búp cái đã, để búp đi 5 giây nữa, từ từ bình tĩnh 5 giây nữa. Đừng chậm, đừng tặng tặng ra, đừng chậm. Chậm chết á. Rồi, vô mình đã chạy có người. Ôi treo. Đúng là nhẹ thôi, nhẹ mà nó đeo thôi. Tôi thấy thì nhận mà tôi không báo mà mở thôi. Chạy mẫu ghê. Ai con ngươi chạy mẫu ghê. Có nha, có. Máu giả. Có quái kia. Phan nó đi. Thì nhận mấy nó còn gì không ta? Còn cái gì? Thì nhận cái bánh. Còn nên đổi thiên nhẫn ta. Không đổi. No. Để combat đi. Đi. Tiên mình ngon mà. Đi. Đều thăm đi, đợi boss cái đã. Bình tĩnh. Không, boss trên kìa, boss trên kìa. Mà nào? Đi quạnh đi chứ. Nghe yếu đuối lắm, nghe chưa có gì. Kìa. Trời, vậy mà chạy xuyên lục địa luôn hả? Ghê vậy. Ồ, ảo quá. Vậy mà không chón, không lóc, không kéo thật gì lắm. Không. Ủa? Định thân luôn. Từ từ. Lắc hả? Sao mình vẫn con thấy nó? Lắc rồi. Từ từ hết. Ê, có người nha, thân cơ trên. Thằng chim đó. Trên. Ôi. Nó đang lên trên. Con gái đứa gì ra đường cho người ta thấy chim. Trên đó. Cua này nhìn con ác, nhìn thấy con chim đầu tiên. Kìa. Nó ăn rồi kìa. Hai ba tim luôn. Thì vườn có sơ trì, nó đang xây nha. Ê, có tim khác qua, tim khác qua. Bỏ đi. Cô chạy đi không? Chạy đi. Tìm khác vô. Ôi, có đồ nó lụm bà nó rồi. Đến hay thiệt chứ. Tạm ra đi. Mở con chảnh nè, mở cẩn thận mất ơi. Rồi. Chạy đi. Mau kìa. Chịu không dược kìa cô. Nhàn đi. Ok. Có chịu không? Mình đã đập lại nè. Còn quay tay bên phải quá đây. Còn cũng luôn vậy. Từ từ đi. Tụi nó mới lên đồ, nó quấn hơi bị ghê á. Không biết có hồi sinh còn... quấn ghê quá. Túi cao kìa. Lẹ nháy. Nè, nhặt túi sơ rồi. À, còn kìa. Chưa nhặt cái gì hết luôn. Dạ, kìa. Đây. Đây, một đống nào bên phải. Ê, nhặt đồ xong rồi không chạy kìa dạ. Ôi, nó xoay kìa má ơi, nó xoay kìa má ơi. Chạy. Má ơi, ghê vậy. Kinh. Xong chưa? Con sẽ chạy hết nhé. Đang qua phải, nè. Rồi, thu nhập chiếc này tặng hết chiêu rồi nha, cẩn thận. Bí kiếp chung, con quỷ thiên vương trên nhai có cường hóa trang bị cung chung nè, mở có chưa? Bí kiếp chung. Mở lên cái rương qua bên ô này là mở, có cường hóa trang bị chung. Ở đây. Có luôn rồi hả? Vậy thôi. Đi xuống này. Lụm hết cái bên này rồi. Kiếm lính hồi máu cái đi. Ồ, 20 tim mà còn nhiều tim thế nha. Cái bạn quýnh hát quá. Đây, có đánh nè, đánh nè. Ngồi đi mấy bạn. Ngồi đi, nháy. Ê, từ từ anh em ơi, tôi bị mất kết nối nữa rồi. Ủa, gì vậy? Từ đồng dung lúc luôn. Rồi, hát này. Bị hát này, mở bị hát này. Quýnh lẹ đi, còn mấy giây kìa. Anh em đợi mình xíu mất kết nối cái nhà anh em. Đợi nha, cái ở ô đó, đợi nha cái. Dạo này cái cổng cáp của mình nó bị lỏng hả anh em ơi, nó bị rớt kết nối. Đang boss rồi nha. Ok. Dạ. Đi xuống nè. À, giờ quýnh nhau là hơi bất lợi nha, có quýnh không? Không. Thôi bỏ đi. Bỏ đi, giờ quýnh nhau bất lợi á, mất máu là hơi bị đuối á. Thôi đi bộ. Cứ bị rớt kết nối hoài, bực ghê. Bị đời đó anh.
Dạ, chỉ cần tiêu dao có cái miệng khống chế là ok. Rồi phải rồi nha. Nha ơi. Nha ơi. Ok. Khẩu lộn nha. Máu em ơi. Đây, cổ cục rồi này. Máu kìa. Mà máu. Rồi, ngân hàng máu luôn. Cần thế. Ba cục máu ngon đó. Bây giờ còn 13 đồ ăn nè. Ừ. Bây giờ mình quánh mà. Còn 12 tên. Hết giờ rồi. Giờ nha, không dám đụng vô cọng cáp hay mở đâu nha mở. Vô em. À, ảo tưởng xuất hiện ngay chân nhai nè. Ừ, ảo tưởng đâu? Tước múc chuyện nước Mỹ không? Đi qua kìa. Ôi, kìa. Từ từ, thôi đừng lóc. Lướt càng nhỏ chết luôn. Không cần. Thằng kiếm búp lên giống như rút kiếm à. Động tác rút kiếm từ dưới lên. Tấn công gần dưới đi. Thì tôi. Ê, cái có hàng rồi, có hàng. Mày lên được. Ôi, lẹ vậy. Làm thấy ghê vậy. Đúng, lộn. Ôi, nó mở tượng rồi kìa, Ừ. Đi qua lẹ, đi qua ảo tượng. Xuống. Xuống. Bị chậm. Xuống đi. Tôi sẽ combat trở đi. Ok, ok. Anh em Huy Phạm chào cua với mở nha. Hello anh em, rồi chơi cua rồi, tụi nó luôn em ơi. Ôi, chị mở chạy được à. Bỏ đi. Đừng dí. Sao? Chiêu rồi. Sao bỏ được? Hết chiêu rồi. Còn mình nổi chứ nhiêu. Bây giờ mình lên trả lên Lamer gặp mấy team khác mình hết chiêu, mình ổn lắm. Cứ từ từ nói. Nó còn có mình đó chứ chứ mình. Team ảo tượng nó kẹt anh em, nó trong đây nè. Đi qua trái nè. Mà lấy hết chưa đi sao đi? Đi sao? Nhai còn dòng không? Full combo. Kìa, xin nhẫn. Rồi, đấy vui lòng rồi. Ơi, phía sau kìa, phía sau có thằng. Chạy. Farm nhẹ kiếm đồ. Ai cần máu không? Kìa, mình nháo kìa. Kêu nè. Đây. Rồi nó chết luôn rồi. Cắn được máu. Cắn máu đi. Coi chừng có thiên nhận, có thiên nhận nha. Tặng. Rồi, giữ cục máu luôn. Lịch quá kìa anh em ơi, đi thẳng lên trên đi. Thẳng lên trên thì còn hai anh quái phán mình chết luôn, bắt con đu. Server này cũng căng phết đấy. Anh em quýnh chừa quá cho nha anh em. Đi. Đừng có bấy ít mới sống được. Phải luôn. Xuống rồi đi. Rồi combo đi. Quýnh đi. Gì vậy? Gì ba? À. Chưa hết ba quan cái giọng rồi. Biết đâu có thằng bạn. Cái thiên nhận, có thiên nhận nha. Được rồi. Nhai canh, cái nó qua. Thiên dương môn, dương môn. Rồi lên bấy ít rồi. Từ từ đừng có dùng chiêu nha, đừng dùng chiêu mấy anh kia qua nữa đấy. Rồi, dương môn kìa. Ơi cũng vậy mấy bạn. Từ rồi, nó có hồi sinh. Ôi, ghê vậy bạn. Hồi sinh. Coi chừng thằng kia. Nó mất bị rồi. Hồi sinh. Hai nữa. Ôi, thì hồi sinh nó ghê vậy. Rồi, tha, hồi nãy tha, mấy bạn tha cho nó nè. Rồi, cho nó. Nó có. Ơi, qua trái đi, ăn boss đi. Nha, còn để dòng nó vào tiết chưa xài nè anh em. Trời ơi, thanh niên nhỏ nồi. 30 đá hồi sinh. Ôi, có thằng đứng kế bên cua nha. Mới lên đam nha. Thanh thiên nhận. Nha, chuẩn bị quăng cái vòng nè. Ok, biết rồi. Rồi, quăng vòng đi. Ôi, gì vậy? Hết giờ. Ui. Ờ, tính tưởng là quăng vòng. Nghiệp. Thôi, chiều này tôi cũng bị cái chàng vậy đó. 10x trở lên, 12 điểm. Tụi ăn xong rồi mình đang rừng rơi chống mình liền. Bạch Hổ Đường nó diễn ra vào lúc như ta 3-5-7 chủ nhật ăn nhanh em ơi. 3-5-7 chủ nhật Bạch Hổ Đường nha. Kìa. Từ thôi, đừng lóc. Thôi. Lướt nè, lướt cái nè. Ôi. À, quan boss đi anh em, để hình như nãy nó. Mình đi chung thôi, mình đi lẻ bị móc lốp.
Bình thường đường vẫn còn mở bình thường mà anh em ơi, 12 giờ vẫn có, tại auto anh em nó không đi sao nha. Này em không biết nha. Chứ 12 giờ auto nó không đi, 12 giờ là phải cầm tay. Đúng rồi, 12 giờ auto nó không đi anh em, anh em này theo nha biết tại vì bạn nghe có người hình như có người nha, bị mất máu nè. Thiên nhẫn sau lưng kìa, thiên nhẫn sau lưng kìa. Ngồi mày ra đây mày. Nhặt rồi, nhặt rồi. Cho nhảy đá hồi sinh có một viên. Hồi sinh kìa. Cường hóa trang bị cao kìa, không ai nhặt cho vậy. Ơi kìa kìa kìa, nó đâu đây nè. Mình nhìn đam đi. Nhảy có đá hồi sinh rồi đó. Thôi đi. Đi đi đi, xong rồi. Long Quy không nhỉ? Có Long Quy không nhỉ? Kiếm Long Quy chơi nhỉ? Hello, chào anh Trần Hồng Nhớ. Ơi, nó bắt nhạc kìa. Sau lưng nè, sau lưng nè, sau lưng nè. Sau lưng, sau lưng. Rồi, chết này. Chết vậy? Còn nào ta? Thôi, đừng đây đây, đừng nhặt đồ luôn. Mình đi chung đi. Dạ, chứ không đi riêng nên mà sợ lắm. Chào tôi với bà con. Nhặt bé. Không có gì, không có gì là không có chi luôn. Máu kìa nhanh. Không, 12 giờ một số auto không chạy. Cái này theo nha biết có nha anh em. Tình huống đó là có xảy ra. VL, VL hoặc là bên Smart đều bị luôn. Không thuộc cao kìa. Auto nó không chạy 12 giờ. Vô, 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 vô. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Coi chừng các bạn ơi. Còn có mẫu nữa nha. Hello nha, chào tất cả anh em nha. Nãy giờ nha chưa chào anh em nào cho nha chào hết nha anh em ơi. Nha mang phòng thủ rồi, giờ nha không chết đâu, nha châu lắm. Ai cần ẩn thân không nha cho ăn cái nè. Rồi, xong rồi. Giờ con ấy đâu, còn tim lẻ nữa. Rồi, đi lùi dịch đi, lùi dịch đi. Tua đi sao, chừng bị nó túm 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 cổ. Bình dịch, ơi, ơi, mới gặp nó nè, nó tàng hình này, nó tàng hình này, nó tàng hình này. Ân thân rồi, vậy là mơ thiên nhận. Là mơ thiên nhận. Sao cua gặp hay vậy ta? Khung 10 đóng, khung 10 đóng chạy lên trên. Nhiều kiếm, nhiều kiếm. Kìa, bị bắt kìa. Cường hỏa kìa. Nghe có cường hóa rồi nhưng chưa có biết kiếp. Ủa? Ủa ăn cường hóa kìa. Ok bạn ơi. Ê, dưới chân nha, dưới chân nha. Đây nè, đây nè, đây nè. Nó mới đây nè, tiên nhẫn. Đây, đây là tiền của. Tiên nhẫn cho tôi đổi thiên trời. Ê, anh em bỏ tôi hết anh em. Mình chơi kiếm hết anh em ơi. Ơi, ơi, đây có phá gì đó được không? Nhà có hồi sinh mà sợ gì. Chịp phải miên nhận luôn. Nhai bỏ hồi sinh ra đi. Hả? Bỏ hồi sinh bỏ đi. Bỏ đi. Ê, mới dính tam nè, nó mới chạy qua phải nè, chạy qua phải á mọi người, mới phải á. Không, trường ca nó chụp chết, nó bỏ đi, không phải đánh đổ trường ca đâu. Cô cẩn thận nha cô. Ai đang gì là? Bên phải nè, bên phải nè. Nhà đi kiếm phái đổi cho nó chắc kèo anh em ạ. Tại đang lấy bạch kim cho anh em. Rồi xong rồi. Ủa chơi kỳ, ủa chơi kỳ. Ủa tàng kiếm, ủa tàng kiếm có hai mạng, ủa chơi kỳ. Kiếm nè, tàng kiếm phới nè, phới nè, tàng kiếm phới lòi. Tàng kiếm phá kè rồi. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.